Việt Nam là một nền kinh tế có độ mở cao và ngày càng hội nhập sâu hơn vào kinh tế quốc tế. Tuy nhiên, hàng hóa Việt Nam cũng phải đối mặt với nhiều thách thức, trong đó có các vụ việc điều tra phòng vệ thương mại. Chia sẻ về nội dung này, ông Nguyễn Minh Kế, Chủ tịch Hiệp hội Nhôm Thanh Định Hình Việt Nam cho hay, trước xu hướng hội nhập đa phương, nhiều quốc gia đã áp dụng các biện pháp bảo hộ sản xuất. Do đó, ngành nhôm liên tiếp phải đối mặt với các vụ việc điều tra phòng vệ thương mại, nhất là tại các thị trường Mỹ. Trong những năm vừa qua, thì ngành nhôm Việt Nam cũng chịu một số cái vụ điều tra thương mại. Và đặc biệt là cái vụ mà Mỹ vừa mới điều tra xong, thì cái giá trị xuất khẩu sang Mỹ giảm rất là nhiều. Mà đến giờ phút này hầu như là giảm tới 40-50%. Bởi vì cái giá áp dụng với nhôm Việt Nam là 14,15%. Cái này thực ra là cái này là nó, Việt Nam không phải là nền kinh tế thị trường. Người ta lấy cái thị trường Indonesia làm chuẩn và công ty nhôm Đông Á của Trung Quốc FDI ấy, người ta làm điển hình. Nên người ta dựa theo cái điều tra chung, người ta lấy là 14,15%. Lợi thế về cạnh tranh thì thực sự là khó khăn. Bởi vì ngoài cái bị Mỹ áp chống thuế phá giá, mà Việt Nam còn phải 5% thuế xuất khẩu. Trước kia là không có, vì Việt Nam là cái nhôm chúng ta chưa sản xuất được. Nhưng từ năm 2016 thì bắt đầu áp dụng xuất khẩu 5%. Nên cái lợi thế cạnh tranh của nhôm Việt Nam ra nước ngoài cũng rất là hạn chế. Từ những vụ việc điều tra phòng vệ thương mại, Hiệp hội đã liên tục đúc rút kinh nghiệm nhằm phòng chống và xử lý hiệu quả, đồng hành cùng doanh nghiệp trong xuyên suốt hành trình này. Qua một số cái vụ việc điều tra chống bán phá giá thì Hiệp hội chúng tôi rút ra một số kinh nghiệm. Cái thứ nhất về góc độ Hiệp hội thì chúng tôi thường xuyên là có những cái liên hệ với lại Cục Phòng vệ Thương mại để kịp thời nắm bắt các cái thông tin về người ta chuẩn bị, người ta áp dụng cái chống bán phá giá, thì chúng tôi đã có những cái thông báo cho các cái doanh nghiệp trong Hiệp hội và đã tổ chức một cái buổi mà cùng với Cục Phòng vệ Thương mại để phổ biến được cái nguy cơ và cái cách thức để phòng chống như thế nào, để cho các doanh nghiệp hiểu được và phải chuẩn bị những cái gì để chúng ta kịp thời mà trả lời họ để về những cái câu hỏi. Và về những cái câu hỏi thì thực ra là các cái doanh nghiệp thì về chuyên môn thì cũng không sâu, cho nên chúng tôi tư vấn là nhờ các cái đơn vị luật sư và tư vấn để trực tiếp giới thiệu và tư vấn cho các cái doanh nghiệp và phải đáp ứng được cái đúng cái tiêu chí của họ người ta yêu cầu. Và cái thời gian là rất quan trọng. Có một doanh nghiệp nộp chậm có mấy tiếng hồ mà không nộp được, và những cái doanh nghiệp mà không nộp được như vậy thì người ta áp cái dụng thuế phá giá rất là cao, người ta không theo cái chuẩn mực của một số các cái doanh nghiệp đã trả lời các cái câu hỏi của người ta. Kiến nghị trong thời gian tới, Chủ tịch Hiệp hội Nhôm Thanh Định Hình Việt Nam đề nghị Bộ Công Thương, cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam tại nước ngoài, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp. Cụ thể, Cục Phòng vệ Thương mại Bộ Công Thương tiếp tục đưa ra các khuyến nghị kịp thời về vụ việc phát sinh, đưa ra các phương hướng, cơ chế giải quyết cùng doanh nghiệp từng bước được chuyên môn hóa, đáp ứng các yêu cầu của cơ quan điều tra các nước. Kiến nghị thì chúng tôi cũng chủ yếu là làm việc với Cục Phòng vệ Thương mại. Những cái vấn đề nổi cộm thì thông qua các hiệp hội thì chúng tôi có yêu cầu là Cục Phòng vệ Thương mại giúp chúng tôi như vậy là về cái vấn đề về chính sách và các cái chế độ và các cái phương hướng để tư vấn cho các cái doanh nghiệp.